Chào các bạn, ở trong phòng ngủ của mình có một cái thiết bị mà từ ngày mình mua cảm giác là không thể thiếu được. Đó chính là con này. Đây là Apple TV phiên bản 2021 nha các bạn. Nhưng mà cái chính á, là nó điều khiển được cái bức tường đằng sau mình. Khi bạn bấm về nút Home này, bạn thấy bức tường đằng sau mình không? Bạn có thể vào Netflix nhìn hình ảnh 4K rất là rõ. Đây là TV ở trong phòng ngủ của mình. Đây là chiếc TV gọi là laser TV, bởi vì là nó là một cái con màn chiếu laser như thế này các bạn. Mình để dưới đất tại vì là kết nối con loa góc này. Và cái bức tường này các bạn, là bức tường mà phải là màu gray nha các bạn. Hiện nay mình đang để cỡ 200 inch. Nếu bức tường của các bạn mà nhỏ hơn thì các bạn có thể zoom nó lại được. Nhưng mà mình rất là thích bởi vì là Apple TV là có thể kết nối con AirPods để mà coi phim được. Trước giờ đi ngủ nào mình cũng coi cái này. Nói chung là đỉnh, không có gì phải bàn nữa. Đây là một trong những đồ chơi trong phòng ngủ mà mình thích nhất. Tuổi này là phải hưởng thụ cho các bạn. Là mình còn rất là nhiều đồ chơi nữa mà muốn giới thiệu cho các bạn. Các bạn nhớ nó subscribe bên dưới để theo dõi đồ chơi tiếp theo của mình nha. Thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.